Việt Nam Campuchia là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, có những giai đoạn hai nước chung thân phận lịch sử, đều là nước thuộc địa và chịu sự bóc lột kiệt quệ của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Nhưng vì sao từ đầu những thập niên 70, Campuchia lúc đó lại muốn xâm chiếm Việt Nam? Liệu có phải các thế lực thù địch muốn làm bất ổn tình hình đất nước Việt Nam ngay từ những ngày đầu mới độc lập? Hay ý đồ của các nước lớn muốn mượn Campuchia để gây rối Việt Nam mình, để Việt Nam mình phải phụ thuộc vào họ? Tất nhiên, Việt Nam mình không muốn là con tốt trên bàn cờ địa chính trị đó. Và chính vì vậy, quân đội Việt Nam ta đã hy sinh rất nhiều ở chiến trường Campuchia. Nhưng để đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay, những sự hy sinh của thế hệ cha anh không uổng một chút nào. Trong số này, lịch sử quân sự xin làm sáng tỏ hơn vì sao Việt Nam đưa quân tình nguyện sang Campuchia và giúp cho đất nước họ được độc lập tự do. Được các thế lực phản động nước ngoài hậu thuẫn, tập đoàn phản động Pol Pot chủ trương phá nát mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia. Họ ra sức vu khống Việt Nam, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, kích động xét lại quan hệ hai nước, đòi hoạch định lại biên giới Việt Nam-Campuchia, vô cớ coi Việt Nam là kẻ thù số một và tiến hành gây ra các vụ xâm lấn vùng biên giới, tạo xung đột vũ trang, sát hại cán bộ và nhân dân Việt Nam khu vực biên giới Tây Nam. Lực lượng Khmer Đỏ muốn đánh chiếm những vùng có người Khmer trên lãnh thổ Việt Nam và gia tăng các cuộc quấy phá, xâm chiếm trên tuyến biên giới, gây nhiều tội ác đối với dân thường, kể cả phụ nữ và trẻ em. Từ đầu tháng 5 năm 1975, quân đội Campuchia bắt đầu xâm phạm, bắn phá ở các tỉnh biên giới. Ngày 3 tháng 5 năm 1975, chúng đánh chiếm đảo Phú Quốc. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, chúng lại tiếp tục đánh chiếm đảo Thổ Chu, bắt và giết hơn 500 dân thường. Trên đất liền, chúng khiêu khích bộ đội biên phòng ta cho dân di rời cột mốc biên giới ở một số điểm thuộc khu vực tỉnh Tây Ninh, Kon Tum, Đắk Lắk. Tháng 10 năm 1975, chúng xâm nhập khu vực Ba Chàm, cho dân xâm canh các khu vực Mộc Bài, Thuốc, Vạt Xà, Tà Nốt, Tà Bạt. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 1976, quân đội Pol Pot khiêu khích hai đồn biên phòng số 7 và số 8 ở Bu Prang, Đắk Lắk. Cuối năm 1976, chúng tăng cường các hoạt động khiêu khích lấn chiếm ở vùng biên giới Tây Nam nước ta. Trên địa bàn quân khu 7, chúng gây ra 280 vụ khiêu khích lấn chiếm 20 điểm trên biên giới. Và quân Campuchia thường giải truyền đơn khu vực biên giới đòi hai tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên. Chúng còn tuyên bố nếu Việt Nam không trả thì quân đội Campuchia sẽ đánh chiếm cả 6 tỉnh miền Tây. Ngày 30 tháng 4 năm 1977, chính quyền Pol Pot phát động cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới An Giang. Chúng đánh vào 14 trên 16 xã biên giới thuộc tỉnh An Giang, phá hủy các trường học, cơ sở sản xuất, bắn pháo vào những nơi đông dân cư ở sát biên giới và vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Chỉ trong 20 ngày tấn công vào An Giang, chúng đã giết hại hơn 200 người và làm 614 người bị thương, phá nhiều nhà cửa, tài sản của nhân dân. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, chính quyền Campuchia Dân Chủ đơn phương chấm dứt mọi quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, công khai đưa ra dư luận quốc tế cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và nó vu cáo Việt Nam xâm lược Campuchia. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào Ba Chúc, nay là thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tồn, tỉnh An Giang, thẳng tay chém giết những người dân thường vô tội. Trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã giết chết 3.157 dân thường. Sự hung hăng tàn bạo của quân Khmer Đỏ
đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp giải quyết các bất đồng một cách hòa bình của Việt Nam. Mặc dù nhà nước Campuchia Dân Chủ ra sức gây hấn, thậm chí là gây xung đột vũ trang ở một số nơi, song Việt Nam vẫn duy trì các kênh đối thoại để giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ. Việt Nam liên tiếp cử các đoàn thăm, tiếp xúc với Campuchia, mong muốn sớm giải quyết vấn đề biên giới và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tháng 6 năm 1975, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam mời đoàn đại biểu Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia do Pol Pot dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm, lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam đã đề nghị hai nhà nước ký hiệp ước hữu nghị, nhấn mạnh đến vấn đề hai bên đều phải tôn trọng nền độc lập của nhau, tôn trọng đất đai của nhau. Có như vậy mới đoàn kết chặt chẽ, mới giữ được tình nghĩa anh em nhân dân hai nước và cần thiết phải tiến hành đàm phán để ký kết hiệp ước về biên giới giữa hai nước. Tháng 8 năm 1976, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đã sang thăm Campuchia. Trong các cuộc gặp gỡ chính thức, đại diện Đảng ta đề nghị hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc gặp cao cấp để tiến hành đàm phán về vấn đề biên giới, chấm dứt xung đột vũ trang, tiến tới ký kết hiệp định biên giới hòa bình hữu nghị. Ngày 28 tháng 8 năm 1976, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mời đoàn đại biểu Phụ nữ Campuchia Dân Chủ là bà Leng Say làm trưởng đoàn sang thăm Việt Nam. Đáp lại ngày 7 tháng 12 năm 1976, đoàn Phụ nữ Việt Nam do bà Hà Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang thăm hữu nghị Campuchia. Tại cuộc họp này, đoàn Việt Nam đề nghị hai bên củng cố hòa bình, tăng cường tình hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai dân tộc và hai nước, duy trì kênh ngoại giao từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1976. Việt Nam và Campuchia tổ chức đàm phán sơ bộ về 7 phiên họp tại Hà Nội để trao đổi về vấn đề biên giới, tiến tới ký kết một hiệp định về biên giới, hòa bình, hữu nghị, nhưng không thống nhất được cách giải quyết các vấn đề biên giới do phía Campuchia từ chối hợp tác. Trong khi Việt Nam thường xuyên đề nghị lãnh đạo nhà nước Campuchia Dân Chủ họp bàn thương lượng, thì phía Campuchia Dân Chủ lại sử dụng các hội nghị, diễn đàn quốc tế vu cáo Việt Nam xâm lược, gây mâu thuẫn, phá vỡ quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, chính quyền Campuchia Dân Chủ đơn phương chấm dứt mối quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công khai đưa ra dư luận quốc tế cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, vu cáo Việt Nam xâm lược Campuchia. Đỉnh điểm là ngày 23 tháng 12 năm 1978, quân đội Campuchia Dân Chủ huy động 19 sư đoàn tấn công tuyến biên giới Tây Nam Việt Nam. Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam để tìm kiếm giải pháp thương lượng, giải quyết hòa bình các bất đồng trong vấn đề Campuchia thất bại. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia giải phóng Phnom Penh. Sau khi chính quyền Pol Pot bị lật đổ, những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam tiếp tục nhằm vạch trần bản chất tàn bạo của chế độ diệt chủng của nhà nước Campuchia Dân Chủ do Pol Pot dẫn đầu được lực lượng nước ngoài sử dụng để chống phá Việt Nam, gây nên cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo trên tuyến biên giới Tây Nam, đồng thời làm sáng rõ tinh thần quốc tế trong sáng của quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế ở đất nước Campuchia. Sau năm 1989, Việt Nam rút hết quân tình nguyện về nước, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Ngày quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Prochenchul của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia đã có bài xã luận, trong đó khẳng định: trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam là một bài học lịch sử rất lớn cho các nước ở Đông Dương về vấn đề ổn định và phát triển khu vực. Sự mất ổn định ở bất kỳ một quốc gia nào
cũng sẽ tác động tiêu cực đến các quốc gia khác trên bán đảo Đông Dương. Chính vì vậy, việc tăng cường đoàn kết, xây dựng quan hệ láng giềng thân thiện là một trong những vấn đề lớn đối với sự ổn định và phát triển của khu vực. Còn các quý vị nghĩ sao về cuộc chiến tranh biên giới của Campuchia? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh hàng ngày để đón được nhiều số mới trên kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!